Xin chào mừng mọi người đến với Gen Z Tiền Tỷ. Đây là một series podcast về chuyện đời, chuyện nghề cùng những người trẻ mà có thể chuyển năng lượng tích cực tới cộng đồng. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay chính là cô nàng Juna Vũ, một bạn trẻ có lẽ là được rất nhiều bạn khán giả gần đây yêu mến khi tham gia một show hẹn hò. Vậy thì chào Juna, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Xin chào tất cả mọi người, mình là Juna và tên thật của mình thì là Vũ Kiều Anh. Hiện tại mình đang là một du học sinh hệ thạc sĩ tại Hàn Quốc. Hôm nay mình rất là vui khi mà được mời đến phỏng vấn tại chương trình. Mong là mọi người sẽ có một thời gian vui vẻ khi mà trò chuyện cùng mình. Xin cảm ơn mọi người. Mình được biết là Juna cũng đang hiện tại là một du học sinh tại Hàn Quốc. Vậy thì mình sẽ đặt ra cho bạn một thử thách nho nhỏ là bạn có thể giới thiệu bản thân y hệt như vừa nãy nhưng mà bằng tiếng Hàn được không? Ok, mình sẽ... xin phép mọi người, mình sẽ giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn. Nhưng mà nếu mà tiếng Hàn của mình có gì mà còn chưa được hoàn hảo thì mong mọi người sẽ bỏ qua giúp mình nhé. 안녕하세요, 유나라고 합니다. 현재 한국에서 석사 과정 재학 중입니다. 오늘 초대 받아서 너무 영광스럽고 반갑습니다. 감사합니다. Hiện tại thì ngoài công việc là du học sinh tại Hàn Quốc thì Juna có đang làm những công việc gì khác không? Hiện tại ngoài là một du học sinh thì để có cái chi phí sinh hoạt tại Hàn Quốc thì mình đang làm một freelancer ạ. Như mình tìm hiểu về Juna thì trước đây bạn cũng đã là một phiên dịch viên Việt Hàn. Vậy thì cơ duyên nào mà giúp bạn bén duyên với nghệ thuật và những công việc mà thiên về giải trí như hiện tại? Thực ra cái này cũng là một cái duyên ý ạ. Khi mà mới đầu thì mình cũng không hoàn toàn là có ý định là lấn sân vào giải trí hay là làm sáng tạo nội dung. Nhưng mà khi mà mình đăng một cái video lên thì tự nhiên lại nhận được một cái sự tương tác khá là lớn cũng như là sự quan tâm từ mọi người. Và từ đấy thì mình cảm thấy là mình khi mà mình làm cái công việc này mình cảm thấy rất là vui và mình cảm thấy rất là enjoy mỗi khi mà mình quay video. Thành ra là mình đã rất là chăm chỉ trong một thời gian dài và cố gắng nghĩ ra nhiều nội dung hay thú vị và đăng tải lên trang cá nhân của mình. Hai công việc thì dường như là không có sự liên kết với nhau. Vậy thì bây giờ mà theo đuổi cái công việc KOC influencer thì có khoảnh khắc nào mà Juna nhớ cái công việc phiên dịch ngày xưa? Thực ra là trong số những cái content mà mình làm mà mình đăng tải trên mạng xã hội thì nó cũng có một chút liên quan đến cái ngành mình học là ngành tiếng Hàn. Tại vì những cái content mà mình hay làm là những cái tip học tiếng Hàn này hay là những cái khi mà mình đi phiên dịch thì sẽ có những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ gì thì mình cũng có thỉnh thoảng là mình sẽ làm những cái content như vậy. Thế nên là cũng nếu mà nói là không liên quan thì cũng không hẳn, hai công việc có một chút liên quan với nhau. Trước đây khi mà làm phiên dịch thì mình tìm hiểu là Juna cũng đã từng được làm ở những tập đoàn lớn chẳng hạn như là Samsung, hay là cũng có rất nhiều cơ hội được lên sóng các chương trình truyền hình. Vậy thì tại sao khi mà đang có một công việc ổn định và nhiều cơ hội như thế thì bạn lại quyết định là dừng lại và sang Hàn Quốc du học? Thực ra là sau khi tốt nghiệp đại học xong thì mình nhận được học bổng của tập đoàn Samsung và mình đã quyết định là đi làm luôn. Bởi vì thực ra lúc đấy là đúng vào cái thời điểm dịch Covid nên là mình cũng không có quá nhiều cái option để có thể lựa chọn những cái công việc hay những cái vị trí tốt hơn là cái vị trí phiên dịch viên. Thế nên mình cũng đã nghĩ là mình sẽ thử làm phiên dịch trong một thời gian để lấy kinh nghiệm. Và sau đó thì mình sẽ có thể là đi du học hoặc là thử lấn sân sang những cái mảng lĩnh vực khác. Thì đấy là cũng là một cái cơ duyên khiến mình bước chân vào cái nghề phiên dịch tiếng Hàn. Và vốn dĩ cái tính cách của mình cũng là một người mà ưa khám phá và thích những cái mà mình chưa trải nghiệm bao giờ. Thế nên là mình cũng muốn là nếu mà mình chỉ đi suốt ngày đi làm văn phòng 8 tiếng một ngày thì mình cảm thấy hơi nhàm chán. Đối với mình thôi thì mình cảm thấy hơi nhàm chán và không phù hợp với cái tính cách thích khám phá của mình. Nên là mình lúc đấy mình đã quyết định là mình nghĩ là trong khoảng hơn 2 năm, gần 3 năm mình làm ở Samsung như thế là mình đã đủ tích lũy kinh nghiệm và mình có thể dùng những cái kinh nghiệm đấy của mình để làm những cái lĩnh vực khác cũng như hoặc là mình có thể đi du học. Thế nên mình cuối cùng thì mình đã quyết định đi du học sau một khoảng thời gian làm phiên dịch viên tự do. Theo như mình biết thì là hồi đấy Juna cũng quyết định đi du học trong một thời gian rất là ngắn, khoảng 2 tháng thôi nhỉ? Chắc là khoảng 2 đến 3 tháng. Mà bạn cũng xin được học bổng. Vậy thì Juna có thể chia sẻ với các bạn trẻ một chút về kinh nghiệm mà mình có thể xin học bổng du học Hàn được không? Thực ra là cái câu hỏi này mình cũng nhận được rất là nhiều. Với những bạn mà quan tâm đến tiếng Hàn thì có follow mình thì các bạn cũng hỏi mình khá là nhiều làm thế nào để có thể đi du học Hàn Quốc hay là lấy học bổng để đi du học. Thì mình cũng sẽ trả lời luôn là
để mà tích lũy được kinh nghiệm xin học bổng thì phải trước đó phải phải tích lũy nhiều kinh nghiệm, ví dụ như là thành tích học tập hoặc là những cái thành tựu nổi bật trong quá trình học tập tại trường đại học, cũng như là kinh nghiệm làm việc ở các công ty, các tập đoàn, kinh nghiệm đi phiên dịch tự do giống mình. Thì từ trước đấy là mình đã tích lũy những cái kinh nghiệm đấy rồi để mình có thể cho vào cái CV của mình apply để nhận học bổng. Và ngoài ra thì khi mà học một ngôn ngữ thì cái việc mà cái gọi là gì nhỉ, một cái bằng chứng nhận là cái khả năng, cái level tiếng của mình đến đâu nó cũng rất là quan trọng. Và trong tiếng Hàn thì cũng sẽ có một cái chứng chỉ như vậy, gọi là TOEIC. Thì chồng mình sẽ là cần cái chứng chỉ đó để có thể nhận được học bổng. Và mình đã dùng cái chứng chỉ đấy của mình để apply học bổng, dùng cái chứng chỉ đó cũng như là những cái kinh nghiệm mà mình có để apply học bổng. Cái quan trọng nhất để mọi người có thể apply học có thể apply thành công và nhận được học bổng là tích lũy thật là nhiều kinh nghiệm nhất có thể từ khi mà còn đi học cũng như là trong cái quá trình mà mọi người đi làm. Con đường để đi du học thì nó rất là nhiều cái trở ngại mình phải vượt qua. Chắc chắn là từ những cái mà Yuna vừa chia sẻ thì các bạn trẻ cũng có thêm được cho mình chút kinh nghiệm. Vừa nãy thì mình cũng có đặt ra cho Yuna một thử thách nói tiếng Hàn. Và mình thấy là công nhận bạn nói tiếng Hàn rất là hay và lưu loát. Vậy thì Yuna có thể chia sẻ về cái bí quyết mà mình được học được tiếng Hàn mà để nói được giỏi như hiện tại không? Thực ra mình cũng đã làm một số cái video chia sẻ các cái tip học tiếng Hàn của mình để cho mọi người có thể phần nào hiểu được hoặc là áp dụng được. Thì mình nghĩ là một là cần sự chăm chỉ, hai là cần cái sự yêu thích, năng khiếu. Khi mà mọi người cảm nhận được cái niềm yêu thích rồi thì mọi người sẽ muốn chăm chỉ để học hơn. Và nếu mà chăm chỉ, khi mà chăm chỉ làm bất kỳ một việc gì thôi thì chắc chắn là cũng sẽ có được cái kết quả như mong đợi. Bí quyết thì cũng không có nhiều. Mình nghĩ là nếu mà học cái này thì nó cũng là một cái chủ đề khá là rộng ấy, khó nói trong một cái khoảng thời gian ngắn như cái buổi học vấn ngày hôm nay. Thì chăm chỉ là quan trọng nhất, cần phải chăm luyện tập, chăm nói, chăm giao tiếp, và cũng cần những cái môi trường giao tiếp nữa. Môi trường giao tiếp cũng là một cái rất quan trọng. Sau khi học xong kiến thức cơ bản rồi thì mình cần một cái môi trường để thực hành cái ngôn ngữ đấy, để nói được cái ngôn ngữ đấy. Thì đấy là hai cái yếu tố quan trọng nhất để học được ngoại ngữ. Kiểu học cũng phải có đồng minh học cùng ấy, tạo ra một cái môi trường thì cùng phát triển, giúp nhau phát triển. Và mình nghĩ đúng, quan trọng là khi học một ngôn ngữ gì đấy hay là bất kể một điều gì đấy, muốn giỏi thì phải chăm. Bạn cứ khiêm tốn chứ thực ra mình thấy tiếng Hàn của Yuna rất là tốt. Mình rất là cảm ơn. Nhưng mà thôi, mình cứ nghĩ là mình chưa được đạt đến cái level đấy để mình có thể cố gắng hơn. Lúc nào mình cũng nghĩ như vậy, tại vì xung quanh mình có quá nhiều người giỏi nên mình luôn luôn nghĩ là mình chưa được giỏi như thế, mình phải cố gắng nhiều hơn. Hiện tại thì Yuna vừa là du học sinh vừa là freelancer tại Hàn. Vậy thì một ngày của Yuna thường diễn ra như thế nào? Với những cái ngày mà phải đi học thì thường là mình sẽ đi học từ buổi sáng đến buổi chiều luôn. Ngoài cái việc mà phải đi học ở trên trường ra thì mình cũng có làm freelance, ví dụ như đi dịch Việt Hàn hay là đi dẫn tour hướng dẫn viên du lịch Việt Hàn. Thì với những cái ngày mà phải đi làm thì mình cũng sẽ phải thức dậy sớm này, chuẩn bị này. Và trước những cái hôm mà đi dẫn tour hoặc đi dịch thì mình sẽ phải chuẩn bị trước tài liệu cũng như là chuẩn bị trước đủ kiến thức để có thể sẵn sàng để đi dịch. Còn những cái ngày rảnh rỗi, những ngày nghỉ thì có thể là mình ngủ cả ngày hoặc là mình đi chơi với bạn bè của mình. Tại vì mình đang sống ở Hàn Quốc và cũng là mình cũng chưa có quá là nhiều cái trải nghiệm ở Hàn Quốc. Như mọi người cũng đã biết thì mình mới sang Hàn được khoảng 1 năm thôi, nên là mình cũng rất là muốn khám phá nhiều thứ. Nên thường là những cái thời gian rảnh, ngoài những cái hôm mà quá mệt mỏi ra, thì mình sẽ đi chơi nhiều nhất có thể để mình có thể trải nghiệm được nhiều thứ mới mẻ ở Hàn Quốc. Vậy thì bây giờ mình thử so sánh lại 1 năm qua tại Hàn Quốc so với trước khi mình đi du học, thì Yuna cảm thấy là bản thân mình đã có những thay đổi như thế nào? Mình cảm thấy rất là nhiều thay đổi. Tại vì trước kia ấy, mình chỉ học ở trên trường, học ở Việt Nam về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, nhưng mà mình chưa được thực hành nó. Mình chưa có cái cơ hội để mà thực hành nhiều, ngoài cái việc là mình đi làm ở trong công ty Hàn Quốc ra. Thì đấy, mình cũng chưa có quá là nhiều trải nghiệm sống trong cái môi trường thực sự là ở Hàn Quốc. Và mình khi mà mình đến Hàn Quốc ấy, thì mình cảm thấy là nó rất khác so với cái tưởng tượng của mình. Có nhiều khía cạnh khác nhau, tốt cũng có và không tốt cũng có. Nên là
sau khi mà đến Hàn Quốc xong thì mình cũng cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn. Những cái gì mà mình tò mò về Hàn Quốc thì mình cũng đã khai thác được, mình cũng đã tìm hiểu được, nhận lại được rất là nhiều kiến thức mới mẻ về cái lĩnh vực mình đang quan tâm. Còn nói về thay đổi bản thân thì mình cảm thấy mình luôn là một người thay đổi về bản thân mình ý. Nên mình nghĩ thay đổi nhiều nhất có thể là về ngoại hình. Mình cảm thấy là mình được update cái style của mình lên. Thay vì trước đây là mình chỉ tìm hiểu qua YouTube hoặc là trên mạng xã hội, trên internet thôi, thì mình trực tiếp được, mình được nhìn thấy ở bên ngoài là người Hàn Quốc ăn mặc như thế nào, cách họ trang điểm ra sao. Và mình cũng hoạt động ở Hàn Quốc với một tư cách là một influencer ấy, nên là mình cũng được trải nghiệm những cái dịch vụ hay là những cái trải nghiệm cái làm đẹp, những cái dịch vụ làm đẹp của Hàn Quốc, và mình review đến mọi người. Nên là mình nghĩ là về ngoại hình thì mình đã được update lên nhiều hơn, cũng như là về tiếng Hàn thì mình cũng cảm thấy là mình học được nhiều những cái tip hơn, những cái cách nói chuyện tự nhiên hơn là cái việc là mình học ở trên trường trong sách vở. Đấy là hai cái điểm mà mình cảm thấy mình thay đổi nhiều nhất sau khi đến Hàn Quốc. Cũng phải công nhận là Yuna, kể từ khi mà tham gia chương trình, có rất nhiều người lầm tưởng bạn là gái Hàn. Bởi vì bạn sở hữu một cái nét đẹp rất là xinh kiểu gái Hàn Quốc ấy. Mà bạn còn được ví như là Taeyeon phiên bản Việt Nam cơ. Vậy thì Yuna cảm thấy như thế nào khi mà mình được so sánh với chị Taeyeon? Thực ra mình là một fan ruột của SNSD từ hồi mà mình còn bé xíu. Hồi mình học cấp 2, mình nhớ là khi mình học cấp 2 là lần đầu tiên mình xem cái MV O của Girl Generation. Đấy là lúc mà lần đầu tiên mình biết đến SNSD. Tuy là lúc đấy mình không biết là sau này mình lại được mọi người biết đến là với cái ngoại hình giống với chị Taeyeon ở trong SNSD, nên cái việc đầu tiên mà mình cảm thấy đấy là mình rất bất ngờ. Tại vì khi mà chính mình nhìn bản thân mình thì mình không thể biết là mình giống ai hay là mình người khác nghĩ gì về mình, đúng không? Nhưng mà từ khi mà mọi người biết đến mình nhiều hơn với cái việc là mình giống chị Taeyeon thì mình cảm thấy bất ngờ này và vui này, tại vì mình là fan của chị mà. Nhưng mà nhiều khi cũng cảm thấy hơi buồn một xíu, tại vì mọi người cho rằng mình đang cố để giống chị ý, nên là cảm xúc nó cũng khá là lẫn lộn. Thực ra thì khi mà mình được khen giống với idol của mình thì đầu tiên là rất là vui. Mình chỉ thường chỉ thấy chị ấy trên TV và bây giờ mọi người khen mình giống như thế. Nhưng mà mình nghĩ là cái sự mà mình muốn đẹp như idol của mình, đấy là chuyện rất bình thường. Ai con gái, nhất là con gái, muốn mình đẹp hơn, đúng không? Mình nghĩ cái chuyện đấy thì cũng không có gì để mà đáng chê trách cả. Miễn sao mình vẫn giữ được cái cá tính của mình, cái phong cách của mình. Còn nếu mà mình khi mà mình thần tượng ai đấy và mình có thể muốn hướng đến cái phong cách như vậy thì cũng là một chuyện rất là bình thường, và mình cảm thấy không có vấn đề gì về việc đấy cả. Việc con gái đi làm đẹp thì rất là bình thường. Thậm chí là mình nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ để mình tự tin mà để đẹp hơn thì có nhiều cơ hội hơn thì cũng không phải là điều xấu, đúng không? Với quan điểm của Yuna thì bạn nghĩ như thế nào về việc phẫu thuật thẩm mỹ? Đây cũng là một cái câu hỏi mà mình nhận được rất nhiều. Đấy, mọi người hỏi mình là có phẫu thuật thẩm mỹ không? Tại sao mình trông không giống người Việt Nam vậy? Thì lúc đấy mình cũng khá là bất ngờ với cái câu hỏi đấy. Tại vì mình không có phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mà mọi người lại hỏi mình rất là nhiều như vậy, thì cũng có một chút vui. Đấy là maybe là mình trông ok nên là mọi người mới nghĩ thế. Nhưng mà cũng hơi buồn một xíu, tại vì khi mà mình nhận được những cái comment như vậy thì không phải là 100% là comment tốt, mà cũng có rất là nhiều comment tiêu cực. Mình thì mình không đánh giá ai đấy, đánh giá vẻ bề ngoài của ai đấy bằng việc là họ có phẫu thuật thẩm mỹ hay là tự nhiên. Tại vì mình nghĩ là dù sao thì nó bây giờ thì rất là bình thường. Nó rất là bình thường rồi. Khi mà một xã hội đã phát triển đến như bây giờ rồi thì tất cả những cái việc làm đẹp nó cũng chỉ vì một mục đích cuối cùng, đấy là để mọi người đẹp hơn thôi. Nên là cái việc mọi người make up hay là cái việc mọi người phẫu thuật thẩm mỹ can thiệp dao kéo để đẹp hơn, thì mình thấy hai cái việc đấy nó khá là giống nhau, nên mình không có định kiến về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Miễn sao mọi người cảm thấy đẹp hơn, tự tin hơn với ngoại hình của mình là được. Đúng rồi. Nhưng mà thực tế có một cái quan điểm là những người mà có ngoại hình xinh xắn, đẹp trai, xinh gái thì thường có nhiều sự ưu ái hơn. Vậy thì làm như thế nào để mà mình khẳng định được sự thông minh cũng như là năng lực của mình vượt lên trên cả nhan sắc? Câu hỏi này cũng rất là khó, tại vì mình thấy cả hai cái yếu tố đấy là rất quan trọng.
với mình thì mình luôn muốn cân bằng cả hai, vừa có ngoại hình vừa có tri thức. Mọi người có thể trau dồi cả hai thứ một lúc mà, vừa có thể làm đẹp cho bản thân lại vừa có thể trau dồi kiến thức qua việc là tìm hiểu thông tin về những cái lĩnh vực mà mọi người quan tâm. Không nhất thiết là phải để cái nào trội hơn cái nào, mà mình có thể trung hòa cả hai cái đấy. Vừa xinh vừa giỏi thì ai cũng kính. Thực ra thì là mình phải cố gắng hơn nhiều thôi. Nhìn Yuna thì mọi người chắc chắn ai cũng giống như mình sẽ có một câu hỏi là làm như thế nào để có được ngoại hình xinh xắn như bạn, kiểu cái tips dưỡng da skin care hàng ngày á. À, cái này cũng là một cái câu hỏi mà mình nghĩ là mình có thể làm thành một content luôn, một cái video dài luôn. Mình nghĩ là rất ít người mà kiểu trong số cái tỷ lệ mà những cái người mà sinh ra có ngoại hình đẹp thì không phải là nhiều. Khi mà mọi người cảm thấy là mình chưa hoàn hảo về ngoại hình thì mình có thể trau dồi kiến thức, mình trau dồi các tip beauty để mình có thể đẹp hơn. Hiện giờ thì cái ngoại hình của mình thì mình cũng không phải là quá hài lòng hay là mình tự hào về ngoại hình của mình, cũng không phải là đến mức đấy, nhưng mà mình nghĩ là đủ để mình có thể tự tin bước ra ngoài mà không sợ mặc cảm hay là sợ mọi người đánh giá ấy. Từ ngày xưa đến bây giờ thì mình đã thay đổi về ngoại hình rất là nhiều, nên là mình nghĩ là cái việc này không khó đâu mọi người ạ. Để thay đổi ngoại hình để trở nên tốt hơn giống như cái mức mà mình mong muốn thì không hề khó. Nó chỉ là mất thời gian này, maybe là mất tiền bạc và cần nhiều cái sự gọi là tìm hiểu. Thì ngày xưa từ hồi học cấp 3 là mình đã bắt đầu xem YouTube và xem làm thế nào để make up, làm thế nào để làm tóc và làm thế nào để khắc phục những cái khuyết điểm trên gương mặt của mình. Và từ đấy thì dần dần là mình có thể là mình sau khi mà học đại học này thì mình đi làm thêm để kiếm tiền mua đồ make up, đồ trang điểm cũng như là đồ skin care. Thì về da, ví dụ như da mình thì cũng trộm vía trông nó cũng khá là ok. Thì mình thấy là cái việc mà quan trọng nhất là mọi người phải chọn mỹ phẩm phù hợp này, chăm chỉ nữa, ngày nào cũng sẽ phải từng đấy bước skin care cũng phải làm giống nhau, phải chăm dưỡng da, chăm đắp mặt nạ, chăm tìm hiểu các loại mỹ phẩm mới thay đổi để phù hợp với cái làn da hiện tại của mình. Còn trang điểm cũng như vậy, không phải là biết trang điểm rồi là mình sẽ không tìm hiểu nữa, mà mình sẽ phải liên tục update những cái trend trang điểm đang hot hiện nay. Có thể là hiện tại cái này nó phù hợp với mình rồi, nhưng mà cái trend mới nó lại phù hợp hơn thì sao, nên mình phải thử nhiều. Tức là ngoài cái việc mà chăm update thông tin thì mình cũng phải chăm thay đổi nữa, không phải lúc nào cũng sẽ cùng một style, cũng sẽ cùng một phong cách make up hay là cùng một cái lối trang điểm giống nhau. Thường thì Yuna sẽ mất khoảng bao nhiêu tiếng để make up trước khi ra ngoài? Nếu mà make up mà đi làm bình thường hoặc đi chơi với bạn bè thì mình sẽ chắc là 1 tiếng cả làm tóc và make up. Ồ, nhanh á. Còn nếu mà những cái hôm nào mà đi event hoặc quan trọng hơn thì có thể là mình tự make up hoặc là có thể mình đi make up. Nhưng mà tại vì là một người khá là khó tính và mình cảm thấy rất ít khi mà mình cảm thấy mình chọn được một người mà make up phù hợp với mình, nên là tốt nhất là thôi mình tự make up để mình có thể phù hợp và mình có thể căn chỉnh được với cái những cái đường nét trên mặt mình. Tại vì không phải ai cũng sẽ biết được là mình là cái gì điểm yếu, cái gì điểm mạnh của mình. Thế nên là khi make up trong những sự kiện quan trọng thì mình sẽ mất khoảng 2 tiếng để make up kỹ hơn, tỉ mỉ hơn, giống như hôm nay. Như tình trạng chung của các chị em mỗi khi ra ngoài là cũng phải dành mấy tiếng để make up. Như Yuna 1 tiếng rồi mình cảm thấy nhanh nha. Tại vì make up daily thì mình cũng chỉ make up sương sương thôi. Thực ra là với cái ngoại hình xinh như idol Hàn Quốc này thì nhiều người nhận xét là Yuna hoàn toàn có thể là một idol K-pop. Thậm chí là bạn cũng đã từng trải qua một cái kịch bản như idol K-pop đúng không? Đi ngoài đường xong rồi được mời về làm thực tập sinh đúng không? Vậy thì tại sao hồi đấy mà Yuna lại quyết định từ chối? À, thực ra là cái này thì mình cũng đã chia sẻ ở trên trang cá nhân của mình là mình đã từng được mời làm idol, làm nghệ sĩ ở trên đường khi mà mình đang đi ở trên đường phố ở Hàn Quốc. Theo những cái gì mình biết thì cái việc mà làm idol ở Hàn Quốc thực sự không hề đơn giản. Phải trải qua rất là nhiều vòng, rất là nhiều năm thực tập, tập luyện vất vả. Mình nghĩ là với cái trình độ hiện tại của mình để mà thề vi làm idol thì mình cảm thấy còn thiếu sót rất là nhiều. Còn việc mà mình được mời làm thực tập sinh thì cái này thì mình cũng khá là bất ngờ. Và lúc đấy thì thực ra mình đã có ký hợp đồng
với một công ty giải trí khác rồi, nên là mình cũng không có suy nghĩ là sẽ nhận cái lời mời đấy. Ngoài ra thì hiện nay cũng có rất là nhiều cái hình thức lừa đảo khác nhau, và mình là một người khá là cảnh giác khi mà nhận được những cái lời mời đề nghị đột xuất. Nên là lúc đấy thì mình đã từ chối khéo là à, hiện tại thì tôi đã có công ty giải trí rồi và tôi cũng không muốn làm idol, nên là tôi mình không có ý định là hợp tác rồi, nên là mình cũng không tìm hiểu là cái công ty đấy có ổn hay không, và mình từ chối luôn. Yuna cũng có khả năng về nhảy nữa đúng không? Nhảy thì mình cũng có một chút xíu, tại vì mình thích nên là mình cũng tập luyện để nhảy được những cái bài mà mình thích. Nhưng mà để mà quá chuyên nghiệp thì cũng không phải. Với có tài năng này, ngoại hình, nhan sắc, không làm idol K-pop, vậy thì sau này nếu mà bạn có muốn tiến sâu hay tiến xa vào showbiz Hàn Quốc, không làm idol nhưng mà làm một người nổi tiếng chẳng hạn. Thực ra là cái gọi là thị trường giải trí ở Hàn Quốc nó rất là khắc nghiệt. Chính những người Hàn Quốc mà muốn dấn thân vào trong showbiz Hàn cũng rất khó rồi. Nên là mình nghĩ là rất là khó để mình có thể đạt được một cái vị trí mình mong muốn ở trong showbiz Hàn Quốc. Và mình nghĩ là mình cũng sẽ vẫn là làm những cái lĩnh vực liên quan đến giải trí, nhưng mà có thể là một người là cầu nối giữa hai nước Việt Nam, Hàn Quốc, giữa nền giải trí hai nước Việt Nam, Hàn Quốc thôi. Còn nếu mà để dấn thân hoàn toàn vào trong showbiz Hàn thì mình nghĩ là nó hơi khó. Nhưng mà mình sẽ tận dụng những cái lợi thế của mình, đấy là người Việt Nam mà sống ở Hàn Quốc, biết tiếng Hàn, để tham gia những cái show giải trí hay là những cái công việc mà liên quan đến cả hai nước. Thì mình nghĩ đấy là cái mục tiêu cũng như là cái kế hoạch của mình trong tương lai. Vậy là sau khi du học xong thì có thể là Yuna sẽ về Việt Nam đúng không? Cái đấy thì mình đang cân nhắc, tại vì dù sao thì mình vẫn là người Việt Nam và Việt Nam vẫn là quê hương của mình. Mình cảm thấy thoải mái nhất khi sống tại Việt Nam, nên mình nghĩ là chắc có khả năng cao là mình sẽ quay lại Việt Nam, hoặc là có thể là đi lại giữa hai nước. Rất nhiều bạn du học sinh sau khi đến các nước châu Âu, châu Mỹ hay kể cả Hàn Quốc hay Nhật Bản thì đều chia sẻ là không, sau này muốn về Việt Nam sống vui hơn. Có lẽ là Yuna cũng vậy nhỉ? Xung quanh bạn bè mình thì có rất nhiều người như vậy. Tại vì họ cảm thấy khi mà thích nghi với một môi trường rồi, họ rất ngại để có thể quay lại một cái môi trường cũ và thích nghi lại với cái môi trường đấy. Tuy nhiên mình thì mình cảm thấy hơi khác một chút. Cũng có thể là do ở đây có quá nhiều bạn bè cũng như là người thân của mình, nên dù ở Hàn Quốc có thể là Hàn Quốc cũng rất là vui, cũng rất là ok, mọi thứ đều rất là tiện. Mình cảm thấy khi mà sống ở Hàn Quốc thì mình không có điều gì bất tiện cả. Mình cũng rất là thích Hàn Quốc. Nhưng mà để mà nói là thích Hàn Quốc ở Việt Nam thì chắc chắn là không. Cái này mình có thể khẳng định được. Tại vì Việt Nam vẫn là quê hương của mình và mình không thể nào mà không yêu quê hương được. Nên là mình nghĩ là cái việc mà mình sống, mình sẽ quay lại Việt Nam nó sẽ nghiêng nhiều hơn hẳn so với cái việc mình sẽ hoạt động liên tục ở Hàn Quốc. Có thể mình có vẫn hoạt động ở Hàn Quốc thôi, nhưng mà mình sẽ đi đi lại lại. Yuna sang Hàn thì cũng được một năm rồi. Vậy thì cái khoảng thời gian mới sang thì bạn có gặp khó khăn gì không? Mình cảm thấy với trường hợp của mình thì mình cảm thấy không có khó khăn nhiều khi mà mình mới sang Hàn. Tại vì thứ nhất là mình cũng đã tìm hiểu rất là kỹ trước khi sang. Thứ hai là mình cũng biết một chút tiếng Hàn. Thứ ba là mình cũng đã tiếp xúc với rất là nhiều người Hàn Quốc, cũng như là mình cũng có bạn bè người Hàn ở Hàn Quốc. Nên là nếu mà có khó khăn thì mình có thể nhờ bạn bè mình giúp đỡ, hoặc là mình hỏi bạn bè mình. Nếu mà khó khăn nhất thì có thể là về giấy tờ. Có thể là về khi trước khi sang Hàn Quốc thì là visa, còn sau khi sang Hàn Quốc thì là cái chứng minh thư người nước ngoài và một số cái giấy tờ liên quan đến việc sinh sống ở Hàn Quốc. Thì mình thấy cái vấn đề khó khăn nhất đấy nó chỉ là liên quan đến giấy tờ thôi. Còn trong sinh hoạt thì không có gì khó khăn cả. Thực tế là Yuna giao tiếp tiếng Hàn rất là tự tin. Nên là gặp khó khăn về giao tiếp thì có lẽ là không nhỉ? Mình với những cái giao tiếp cuộc hội thoại hàng ngày thì mình thấy không có khó khăn gì cả. Vậy thì bạn có cái kinh nghiệm nào mà cho những bạn newbie, những bạn mà chuẩn bị sang Hàn du học và chuẩn bị trước tinh thần? Cái này thì mình nghĩ là để mà có một cái gọi là gì nhỉ? Sự chuẩn bị tốt nhất, có một cái tâm thế tốt nhất khi mà sang Hàn Quốc hoặc là cũng như là đi du học ở những nước khác thì chăng nữa, thì mình nghĩ là cái quan trọng nhất, thứ nhất là kinh tế tài chính vững vàng này.
thứ hai là khả năng giao tiếp, cái ngôn ngữ mà cái nước mọi người sẽ đến. Thì có hai cái đấy thôi là mình nghĩ là sẽ mọi người sẽ gần như là không gặp khó khăn gì nhiều khi mọi người sinh sống ở cái đất nước đấy. À thứ ba nữa là kiến thức nữa. Ngoài ngôn ngữ ra thì kiến thức cũng rất là quan trọng, kiến thức về đất, có thể là về đất nước đấy hoặc là kiến thức nói chung, càng biết nhiều càng tốt, tránh cái trường hợp sốc văn hóa. Tránh trường hợp sốc văn hóa. Hiện tại thì Yuna cũng tự chi trả 100% cái chi phí mà mình ở bên Hàn đúng không? Đúng rồi, mình hiện tại thì mình cũng đang làm freelance và tất cả những cái chi phí sinh hoạt cũng như là những cái chi phí mà mình đang chi tiêu trong cái cuộc sống hiện tại của mình thì là 100% là do mình tự kiếm. Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà lại kiểu nhỏ mà có võ. Yuna hiện tại đang là một cô gái được khán giả chú ý và yêu mến khi mà tham gia show Hẹn Hò Đào Thiên Đường. Vậy thì lý do mà bạn tham gia chương trình này là gì? Khi mà nhận được lời mời tham gia chương trình Đào Thiên Đường thì mình cũng cảm thấy rất là bất ngờ cũng như là hào hứng. Mình thấy rất là hào hứng tại vì mọi người cũng biết là cái show Địa Ngục Độc Thân ở Hàn Quốc rất là nổi tiếng, rất nhiều người xem cái show đấy và mình cũng là một fan trung thành của show xuyên suốt cả 3 mùa luôn. Và mình cũng tò mò là không biết là thực tế khi mà tham gia một cái show hẹn hò như vậy sẽ trải qua như thế nào. Và mình cũng là một người mà trải qua khá là nhiều mối tình rồi nhưng mà mình cũng chưa tìm thấy một cái true love của mình. Mà trong đấy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều bạn trai xinh gái đẹp, nên là đấy là một cái cơ hội rất là tốt để mình có thể tìm hiểu cũng như là tìm ra được cái người mình thích. Ngoài ra thì mình cũng có cơ hội để kết bạn với những người mà mình chưa gặp bao giờ, có thêm nhiều bạn mới, cũng là một cái cơ hội mà sẽ không có lần thứ hai. Nên đấy là lý do mà mình nghĩ là mình quyết định tham gia chương trình Đào Thiên Đường. Nhắc đến Yuna thì chắc chắn là phải nhắc đến anh Mạnh Kiên. Vậy thì tham gia chương trình thì Yuna cảm nghĩ như thế nào về Mạnh Kiên? Cái này hơi khó nói nha. Anh Mạnh Kiên thì là một trong những người nam đầu tiên mà tiếp xúc với mình khi mà mình bắt đầu tham gia những cái tập đầu tiên của chương trình. Anh Mạnh Kiên thì là một người khá là ga lăng, rất là chủ động, đòi xách vali cho các bạn nữ, không chỉ riêng mình mà các bạn nữ trong dàn cast của Đào Thiên Đường. Đấy, thì anh Mạnh Kiên lúc nào cũng rất là xông xáo, xách đồ hay là làm cái này làm cái kia giúp các bạn nữ. Đấy, ngoài ra thì anh ấy cũng là một người hay muốn tạo được bầu không khí vui vẻ, là một người muốn tạo bầu không khí vui vẻ để cho nhà chung bớt gượng khi mà mọi người mới quen nhau ấy. Nên đấy là những cái ấn tượng đầu tiên của mình về anh Kiên. Còn sau khi có buổi hẹn hò với anh Kiên thì mình không muốn đánh giá ở đây là anh ấy là người như thế nào, mà mình chỉ muốn nói là maybe là do bọn mình không hợp tính nhau. Thành ra là những cái ý của mình khi mà mình bày tỏ ra thì lại không cùng suy nghĩ với anh Kiên, khiến thì cái cuộc hội thoại của bọn mình nó không được hoàn hảo như bọn mình mong muốn thôi. Chứ còn để mà đánh giá về một ai đấy thì mình cũng không dám đánh giá về họ. Có lẽ là mình không hợp làm người yêu nhưng mà mình hợp làm bạn. Vậy thì cái tính cách của anh Mạnh Kiên thì nhiều khán giả nhận xét là hơi gia trưởng. Vậy thì so với ngoài đời với trên show thì liệu đấy có phải là tính cách thật không? Theo cảm nhận của Yuna? Theo cảm nhận của mình, thực ra mình cũng chưa có cơ hội để tiếp xúc với anh Mạnh Kiên ở ngoài đời thật. Tại vì như mọi người cũng biết là mình sống ở Hàn Quốc và anh Kiên thì sống ở Việt Nam. Nên là sau khi kết thúc show xong, được một khoảng thời gian ngắn thôi, nên hiện tại mình cũng chưa có cơ hội để gặp gỡ lại mọi người, gặp gỡ lại trong tất cả mọi người trong dàn cast, chứ không chỉ riêng anh Mạnh Kiên. Chính vì thế mà mình cũng không biết là ở ngoài đời anh Kiên sẽ là một người có tính cách như thế nào. Cũng rất là khó để nói, và mong là trong thời gian tới sẽ có thể được gặp lại mọi người để nói chuyện riêng tư cá nhân, để chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của nhau. Thì chắc là lúc đấy thì mình sẽ hiểu hơn, thì lúc đấy mình sẽ xin phép là trả lời lại. Thế thì là hiện tại là mọi người cũng chưa có dịp gặp lại nhau, vậy còn trên truyền thông thì sao? Có hay tương tác trên truyền thông không? Trên truyền thông thì mọi người vẫn giữ liên lạc với nhau, vẫn thi thoảng nhắn tin hoặc là tán gẫu với nhau. Nhưng như mọi người cũng biết thì tất cả mọi người đều rất là bận,
chạy show này, đi quay này kia, mọi người ai cũng rất là bận tại vì hầu hết là mọi người đều hoạt động ở trong lĩnh vực giải trí ấy. Nên là cũng nếu mà để mà nói là mối quan hệ mà liên hệ kiểu hàng ngày thì cũng không phải, nhưng mà bọn mình vẫn rất là thường xuyên giữ liên lạc với nhau để có thể duy trì mối quan hệ. Tại vì trong khi mà bọn mình quay thì tất cả mọi người đều rất vui vẻ, rất là yêu quý, rất là quý mến nhau ấy. Nên bọn mình cũng muốn giữ cái mối quan hệ như vậy trong tương lai. Vậy thì Juna nghĩ như thế nào khi mà khán giả không có mấy phản ứng tích cực với Mạnh Kiên? Cái này thì mình cũng cảm thấy hơi tiếc một xíu cho anh Kiên. Nhưng mà cũng có thể đấy là một cái điểm highlight. Bởi vì anh Mạnh Kiên được nhắc đến rất là nhiều trên truyền thông. Mình cũng không biết là anh Mạnh Kiên cảm thấy như thế nào về việc đấy. Nhưng mà mình nghĩ đấy cũng là một thành công trong cái việc mà tham gia một cái show hẹn hò và được mọi người chú ý đến. Thì đấy cũng là một cái không phải là quá tệ. Hiện tại thì tuy là phản ứng của mọi người thì có chiều hướng là không quá là tích cực, nhưng mà mình cảm thấy là đang dần dần thay đổi ngược nha. Tại vì mọi người bắt đầu nói là ô nếu mà Mạnh Kiên bị loại trong tập sau thì sao, thì show sẽ trở nên rất là nhàm chán, cái show nó có thể bớt đi cái sự vui vẻ, cái sự gọi là drama. Nên mình nghĩ đấy cũng là một thành công của anh Kiên trong cái việc xây dựng hình ảnh để lại ấn tượng trong lòng mọi người. Dù anh Kiên có hơi hạt nhài một tí, thế nhưng mà vắng anh Kiên thì lại mất vui. Đúng. Vậy thì Juna nghĩ như thế nào về một người đàn ông gia trưởng? Trong tình yêu thì có nên quen với một người đàn ông gia trưởng không? Mình nghĩ là cái gì nó cũng sẽ có hai mặt thôi. Ví dụ như gia trưởng thì sẽ quyết đoán trong những cái công việc của gia đình. Mình thì là một người không phải là một người quyết đoán. Nên mình thấy có thể là mình sẽ hợp với một người quyết đoán. Tuy nhiên nếu mà gia trưởng quá thì sẽ hơi mệt mỏi trong cuộc sống, sẽ hơi mình sẽ không có chỗ vị thế ở trong gia đình. Thì mình nghĩ là nếu mà với cái style của mình, với cái tính cách của mình thì chắc có lẽ mình không hợp với một người gia trưởng. Vậy thì mẫu bạn trai lý tưởng của Juna là gì? Mẫu bạn trai lý tưởng của mình thì nó cũng không có cụ thể lắm, nhưng mà khi mà lựa chọn bạn trai thì mình luôn có những cái tiêu chuẩn, như là cái yếu tố là một là nhiều tuổi hơn mình. Tại mình cũng không hiểu sao mình cảm giác như mình được che chở, mình được bảo vệ, mình được chiều khi mà mình quen người nhiều tuổi hơn này. Cái thứ hai đấy là cao hơn mình thích người cao. Cái này cũng là sở thích cá nhân thôi, là mình thích người cao hơn mình khoảng tầm 1m80 trở lên. Khoảng tầm 1m80 trở lên này. Ngoài ra thì về tính cách thì chỉ cần chiều bạn gái thôi là được, không có quá là cần người đấy phải hoàn toàn 100% là hợp với mình. Nhưng mà người đấy biết cách để trung hòa khi mà hai người ở bên nhau thì đấy là, mình nghĩ là đấy là mẫu bạn trai lý tưởng của mình. Dường như là với ba tiêu chí của Juna thì anh Mạnh Kiên và anh Michael hai cái đầu là được rồi nhá, là tuổi hơn nhiều này và chiều cao cao hơn. Có mỗi cái thứ ba là anh Kiên hơi thiếu một tí. Không, anh Kiên cũng chiều người yêu mà, anh Kiên bảo thế mà. Thế à, chiều người yêu, thế nhưng mà vẫn không hợp. Chắc là do bọn mình không hợp tính cách thôi. Không hợp tính cách. Tính cách thì cần phải tìm hiểu, tại vì cái khoảng thời gian quay nó rất là ngắn ý. Nên mình nghĩ là chưa có nhiều cơ hội để tìm hiểu sâu về đối phương hơn. Juna thì sở hữu một vẻ đẹp rất là ngọt ngào, bánh bèo dễ thương, nhưng mà tính cách bên trong thì vẫn là một cô gái rất là cá tính và mạnh mẽ. Vậy thì tự đánh giá về mình thì bạn nghĩ mình là một mẫu bạn gái như thế nào? Thực ra mình chưa bao giờ tự đánh giá bản thân, mà mình cũng chỉ tham khảo từ những lời nói, những cái chia sẻ từ bạn bè hoặc là những người xung quanh mình thôi. Nên là mình cũng không biết mình là một người bạn gái như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ là dù là một người bạn gái như thế nào, một cái mẫu bạn gái như thế nào, thì mình thấy là khi mà gặp một người mình thích thì mình sẽ rất là quan tâm đến cái người kia, cũng như là có thể là sẽ cố gắng để cả hai hòa hợp với nhau. Mình nghĩ là chắc là mình sẽ tìm được một người mà phù hợp với mình trong tương lai thôi. Vậy thì Juna có thể tiết lộ một chút về các tình tiết sắp tới ở trong show được không? Nói chung là về show này thì mình khẳng định là nó sẽ rất là có nhiều tình tiết, càng về sau thì sẽ càng cuốn, sẽ càng thu hút, sẽ càng drama. Chắc chắn là những tập sau thì mọi người sẽ bàn tán sôi nổi rất là nhiều. Nên là mong là mọi người có thể enjoy những cái drama đến từ chương trình.
Có lẽ là sau buổi trò chuyện ngày hôm nay thì Yuna cũng đã chia sẻ rất nhiều những câu chuyện về bí quyết học tiếng Hàn này, cũng như là kinh nghiệm xin học bổng Hàn cho những bạn mà yêu thích nền văn hóa Hàn Quốc. Và chúng ta đã có một cuộc trò chuyện rất là ý nghĩa. Cảm ơn Yuna về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Mình cảm thấy rất là vui vì được mời đến chương trình Gen Z Tiền Tỷ. Và mong là mọi người sẽ thích những cái chia sẻ cũng như là cuộc trò chuyện của mình với chương trình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo của chương trình nhé. Mong là mọi người sẽ ủng hộ cho chương trình. Okay.